này trong bộ thằng về trẻ ra mà ui em mà hút đâu à, cầm vào thơm quá đây em cầm vào miếng này trầm thuốc trầm lần đầu tiên uống hút thuốc trầm trẻ vào nhét vào vừa nhét rồi thử hút ra xem mà mất cả vị thuốc dạ. Nếu mà nghiện thuốc thì lại không còn vị thuốc nữa. Thơm một trầm cả mình mê trầm ấy thì mình ngửi thôi chứ mà nghiện thuốc thì lại có khi lại không khoái hút chơi thôi làm tiền đâu mà hút được thơm thật đấy mà lấy đâu ra mà cái loại trầm này vừa nhét rồi à thơm thật ngày xưa hay cho quế vào thơm em ăn chầu không giờ lúc nào có quế trong người anh ăn vẫn ăn chầu à? Bây giờ vẫn ăn chầu chỉ mùa rét anh ăn thôi mùa hè thôi mùa hè ăn nó mùa rét này ấm rồi mèo này đút túi đi ra trẻ một cái chậu vuông như này anh chăm còn nhanh hơn cả em bên kia nhưng mà em lá nó dày hơn tại em chẳng có bón cái gì cả đúng không phải bón đấy đấy lộc có màu ở đây nha anh Trung ạ. Thì vẫn làm cái lộc có màu đấy, nhưng mà nó được để điện đôi lần kia thì nó đỏ hơn đấy. Lộc có màu đấy. Chứ không phải là trắng. Rồi. Đấy. Đẹp quá. Con sơn mini để ở dưới. Sơn mini à? À đây. Bây giờ nhá, anh cứ chơi đồ này. Cây anh vứt ra ngoài vườn, thỉnh thoảng lại bê vào chơi. Ừ, lắm. Hôm Tết anh thuê 500 mang xuống, lại 500 mang lên. Thì sẽ ra ngoài lô cho bọn em. Một hai cây thôi, anh ạ, à, đưa dần. Chuyển, lân chuyển ấy. Chứ không phải là anh đưa hết. Đấy nhá, ví dụ một số cây này đang đẹp nhá. Một hai cây trong này nó đang cần nắng ấy. Bê vườn khoảng độ 1-2 tháng lại bê về. Cứ đảo thế thôi, cây lúc nào mình cũng đẹp. Đấy, anh để như này là không ổn đâu. Chứ không phải là đưa ra hết. Một hai cây nó cảm giác nó chưa chịu. Ví dụ như bây giờ cây này anh để đây là không được rồi. Cây này là không được rồi. Hai cây này là không được rồi. Đây là hoàn toàn là mình hiểu như chơi trong nhà rồi. Đấy. Cái này. Cái thứ nhất này, răm sẽ mãi mãi. Nó lon, lá sẽ mướt ra và sau này đốt của răm này nó sẽ vươn như này. Nó vươn ra. Nó cứ dài nguyêu ấy, nó cứ dài nguyêu. Xong nó cứ dài ngoằn thành lá to. Mà sau thu nó rất khó vì không, lá to cái khẩu độ nó dài ấy, sau thu rất khó. Thế có điều là lá nó bị mỡ là cái nhất này, cái thứ hai nữa là đây là đang bị cơm nắng. Lá toàn lá bị cơm nắng. Anh nhìn là gấp một này. Đây trước là nó dày dặn. Nó cơm nắng. Vì anh chỉ chơi một ít thôi. Đấy, xong rồi khoảng 2 tháng. 2 tháng anh lại chuyển cái lô ý ra ngoài vườn xong anh lại chuyển lần. Cái lô ở vườn. Chơi này anh chơi này. Em đang định bảo anh ấy là mình có đất có vườn thì làm cái nhưng mà mất thời gian quá. Anh nuôi trong được thì anh vứt ra vườn em, không trồng gì đâu. Đấy. Bây giờ nhiều đại gia toàn là chơi cây vào vườn. Toàn bộ chơi toàn đâu? Bộ ông Khanh mà anh gọi Nguyên đấy thuê ở An Mục Viên đấy có chơi được đâu có người chăm bón cho đấy cây là cây của mình nhưng mà người khác chăm bón mặc định là người khác hết mình thử thức thôi vậy. Ví dụ như anh thích cái cây là anh muốn làm cái hướng như này thì hai anh em cùng bàn bạc cắt phá đấy gửi ông Tuấn La Phù mấy cây này? Ba cây Tuấn La Phù à Tuấn Bán Kéo á không Tuấn Đen này Tuấn Bán Kéo Tuấn Tây Mỗ thấy Tuấn Tây Mỗ cũng có cái vườn ở chỗ An Khánh này đâu ông ấy thuê ở trên này nhưng mà chăm ở trên đấy thì nó vất vả
để nó không để mau được như vườn của mình. Lá. Ừ. Hồng hay không? Màu đó. Cây này sau làm rất dễ, nó mập. Cái này là anh vừa chuyển, không để được ở đây. Cây này chỉ còn nếu mà chăm tốt chỉ có 5 nữa đi chơi thoải mái. Đi chơi nó có răm, nó răm đẹp rồi đi chơi thoải mái. Ai chà chà. Cái khế nhiều quả thế. Nó được nhiều lắm. Chắc nó ra rồi nó có cái ngọt. Cái ngọt. Cái ngọt. Quả to, mà cái dòng siêu quả này. Thế này chơi cây này bắt đầu mới nghĩ đến sửa tán chứ. Trước để hoa nó mọc cái nào mọc. Hôm trước anh ấy bảo là hay là bốc vào cái đồi này đi nhưng mà nó không cả vấn đề. Thoải mái mà. Nói chung là bây giờ bọn anh người lao động lười là không lao động nặng quen. Như em nói thật, như cây này bê của mình nó băng băng. Không ở dưới thì bê được, nhưng mà bê lên cầu thang là phải hai người. Đó. Tết thuê hai thằng chú xưởng xe nó vác lên. Vừa mới mang lên ba hôm nay, thuê hai thằng nó vác lên 500 si này. Anh cứ để ý nha, cây si ở kia nó vẫn còn hơi bị thiếu. Thiếu lắm, thiếu cho xuống chơi Tết. Vừa cho lên được cái hôm nay. Anh nhìn cây ở ngoài vườn em, nó đủ nắng, đủ gió, cây cả. Thế nào nó vẫn đáng đẹp. Ra thì mua loạt đôn đẹp nhưng mà hơi chậm. Đúng ra chỗ này anh chỉ có bay khoảng độ 5-6 cây. Đấy, dưới 10 cây. Kiểu nó không có hai cái kiểu cảnh kia thì xây thêm được mấy cây nữa. Không ngần ngại cây nhưng mà cây nó có không gian là nó nổi. Đúng rồi. Có đôn nhưng mà mẫu đơn này. Cái hôm mùng 4 mà nó đã chuyển rồi. Ừ. Chở xe khách nhanh. Mẹ em chở con được theo. Đấy. Đúng rồi, mà nó lâu. Mà lâu đó. Lâu. Vòng mất này. Đây. Đèn đỏ. Chơi những con đơn này chấp nhận. Chơi những con đơn cốt to. Con này của nó già lắm chứ. Già nhưng mà con này cốt nó bình thường. Nói cái gì anh em là bằng thật. Em phải nhìn cái tay răm của nó kìa. Mình biết được là nó già hay không. Cây này thì chắc chắn là già thì nó mới già thì nó mới cao. Cây nhìn là biết cao to được như vậy. Già. Cây này thì già rồi nhưng mà nó gần bằng thân. Nhưng mà ý là mà mẫu đơn thoát thân cái này là cũng được. Không, chơi được. Chơi được. Em chỉ quan tâm mỗi con này. Mặc dù là cây của mình ngày xưa ấy nhưng mà quay không? Dạ, đang quay đấy. Không quay, quay chiều á? Không cần đâu, nặng. Nhìn cây này anh em còn nhìn người cây này anh em đi. Nhìn là biết mà. Ông Tùng Bắc Ninh ấy, anh không biết anh Hiếu có biết không? Biết. Đại gia cây cảnh ấy. Wow, ông Tết ông bán hàng nghìn cây. Không tiếp khách lập khởi. Hôm trước ông gọi em cũng bảo là sao không vật lá cây kia đi để tao phi lên. Bà mẹ giờ rét này cũng mặt có cần bán đâu. Với lại ông thông cảm với có ở quê đâu mà vặt. Vặt cái ông lại xích mất thì làm nào. Ông đang lên với thằng bảo là 55 triệu để cho em ấy bạn mẹ 55 triệu giá mua. Quất. Cái này nó vẩn đi nhiều quá. Nó ngày xưa chắc là ngày xưa nó tiện ở cây ở cái núi đá. Đấy, sau anh phải xoay phía bên kia một tí. Lại xoay ngược lại thì phía này nhiều nắng hơn, nó đang hết hết rồi. Không, buổi trưa thì nó hướng này nó khác. Nó cái nắng sáng lại khác nắng chiều. Bây giờ tất cả những con ở đây là phải chuyển ra chỗ có nắng. Biết thế nhưng mà bây giờ nói chung là hoàn cảnh nó cũng đang ấy. Cái điều kiện mình ngày xưa thiết kế không phải là ngày xưa thiết kế là không phải để chơi cây. Đấy, không gian này. Anh nói giờ đầu tiên như ở khu nhà anh ít người chơi lắm. Không có nhiều đâu. Đúng rồi. Cả vùng em đi loanh quanh thấy có mỗi cái chỗ anh để cây làm gì có ai.
mà rõ ràng là rất gần những khu vực Hà Đông, nếu toàn chúa cây ấy mà. Bây giờ dân cây bảo là mua cây vài triệu đã kêu cái bản dọc rồi. Đấy. Có ông thích cây lắm nhưng mà lại thích đồ đi xin cơ. Bảo mấy chục triệu là thôi chắc cũng mình ăn chửi ấy. Cái cây bảo bán cho anh Trung đấy, bảo lời ông ấy cái giá tiền ấy, ông ấy... Hôm em thấy cây đấy là giá là ok, hợp lý, rất rẻ, rẻ. Xì cổ. Hôm trước định bảo anh ấy bảo là có dám bóc cái chỗ này ra xong rồi ở dưới ấy, mà làm dàn sắt lên ấy. Bỏ hết cái này, nhưng mà thế để ô tô thì lại không để được. Để ô tô dưới phải làm dàn lên. Cái giá sắt giống đấy. Cái khôi ấy. Kiên cố luôn đấy. Đấy. Làm kiên cố luôn. Đi lại trên ý thoải mái tươi tắn. Quan điều kiện đi làm của mình nó khác. Thì thoảng mình về. Mà bây giờ làm cột giá sắt đấy nó trả hết bao tiền đâu? Có mấy cái đấy. Chắc tầm 6 cột hai bên. Quan trọng là cái dàn ở trên này thôi. Làm cái để chắc cho mình đi được, đứng được, rồi để cây được. Làm an toàn toàn bằng y luôn. Đấy. Thì để thì bát ngát luôn đấy, bởi chỗ này nó phải mấy chục mét vuông. Nhiều, đúng rồi, nhiều lắm. Đấy. Không được, nó không được khoảng 5-6 mét. Đấy, có mà bầy, có mà mướt mùa. Xong rồi anh đứng ở trên này, anh nhìn xuống phê cực. Đấy, nhưng mà... Như là khôi được vừa rồi, nó làm một phát chạy dài ra luôn. Đấy, cái thằng... Bầy xung quanh. Nó là nghề cây rồi. Sống bằng cây rồi, bán được ác, bán nhiều lắm, bán đắt, những cây nhỏ nhỏ này toàn mấy chục triệu rồi. Mà cây toàn cây lấy bóng luôn đấy, nó không thể nào mà đóng vào cốt, chứ chờ cốt thì đến bao giờ bán được, đấy kiểu vậy. Và, như thế thấy này là cũng, nói chung không đến nỗi tệ quá. Nhiều ông mà cái mùa rét vừa rồi mà để đây mà là bỏ hết răm rồi đấy. Nhưng mà được, tạm được. Thực sự là tốt nhất là anh Trung con này còn đang làm một là anh phải chuyển đi chỗ khác, không để này được. Cây này ăn đứt cây này nhiều, cái đinh của vườn của anh con là cái này này, nhưng mà con này bây giờ phải chấp nhận phang. Đấy, chơi thấp phang xuống luôn. Cắt đi thì còn cái người không thì chẳng. Ừ, rồi ôi, anh phải chấp nhận 3 đến 5 năm nữa. Thế và người... Thì nó mới lên mà thành người tiền. Chơi thì cũng phải, cần đâu. Con này là nghệ thuật, là hình con ngê này. Đấy, anh ngê nhá. Bây giờ anh ngê phải chơi chân cái như này, cái này mới là con ngê đẹp. Nếu mà anh hình dung con ngê cái này mà con như ngê đẹp. Hôm nay em mất hết chân đâu. Ừ, rồi làm chân chứ bây giờ si này anh thấy có mấy con có bệ đâu, không một con mấy con có nhiều bệ. Không, theo em nếu mà để vậy thì không nói nhá, thì mình đang chơi nhá, nhưng mà để tầm này nó phun chân rồi nó quỳ ra đây thì đẹp, nhưng mà nó anh nhiều nhận. Thời gian lắm, nó lâu lắm. Đây này, thu đây thì nó móng rồng, móng ấy đây, móng nghe ấy. Đây này. Khi nó phi ra đây rồi sau khoảng 2 năm sau mình nhấc lên mình làm dễ một đợt nữa. Còn chỉ nếu mà muốn làm dễ thôi, còn nếu muốn chắc ăn nhá thì anh không cắt đi nhá, anh không cắt bỏ luôn nhá. Mà anh trồng không à? Đấy. Anh cho nó lên một cái như cái thùng phi ấy, sau anh khía nó ở đây ra, phải ở đây ra, đấy xong bây giờ nó phun ra thì anh mới bỏ nó đi. Thùng xi này nó khỏe mà, cắt khỏe, xi nó sẽ dễ hơn xanh. Anh nhìn thấy em phá ra những cái xi nhiều thùng kinh khủng luôn, còn chẳng bị gì. Đấy, thì làm như kiểu em để chắc ăn. Tất nhiên thì mình để chơi được cũng phải nhiều năm nữa. Cây cối này em đi chợ bán đầu tiên ở khu vực này. Đấy. Nghe. Hôm trước em buồn ấy, bị bỏ mất mấy tay. Nó bị dập rồi đúng không? Dập rồi đúng không? Nó dập bị khô. Bị dập cái là bỏ khô tay luôn. Khô luôn. Cái tay nhỏ như này bị tay cắt khối rồi. Vậy yếu mới cả cái mùa đấy nó không hợp đấy. Bị gió rét lùa vào cái là khô ngay. Làm thì lúc nào làm được. Đấy, những cái cốt yếu mà mùa nào làm theo hướng nào. Đấy, vặn làm sao không để nó dập xương. Nó dập xương nhiều quá, nó dập xương bên trong thì được nhưng không được dập ra. Dập ra là nó cũng hay bị bỏ. Mất nước, khô. Tại vì dập ra bị quấn băng dính lại hay là khô keo vào luôn thì nó không bị mất nước. Thì nó giảm tiện đi. Cái này để trắng. Để trắng. Gọi là
lâm vồ ấy, đúng hơn lâm vồ, để là cái đuôi nó dài cơ, để chơi cây đầy đỏ đẹp, để lúc đó ra lọc đỏ như cây lá lọc vừng. Đúng rồi, giống này thì ở trong miền trong này nhiều, còn miền Bắc mình nhiều cái đề đỏ. Cái mùa mà chuẩn bị này này nó rụng hết lá xong nó phi lá ra, nhất là ở Thụy Khuê có cái cây mà to ấy, ở đầu đường Thụy Khuê ấy. Rồi sau nó ra lộc nhìn bắt mắt lắm. Đây sang đến 16 sang bên công viên Hòa Bình lấy mấy cây công viên rồi, nhưng mà 16 là lấy dựng phong thảo. Ok rồi nha, xin nha, cảm ơn các bạn.